một nhà máy thép vẫn hoạt động trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra. Nhưng tương lai ngành thép của Ukraine chiếm đến 30% xuất khẩu và 10% GDP của nước này không có gì chắc chắn. Nhà máy thép tại Zaporizhia với giám đốc điều hành Roman Slobodianyuk vẫn nỗ lực làm việc. Đây là lĩnh vực kinh tế chịu thiệt hại nặng nề nhất kể từ đầu chiến sự. Hiện nay gần 50% ngành này không hoạt động. Vào thời Liên Xô, Ukraine đã sản xuất hơn 55 triệu tấn thép mỗi năm. Con số đó giảm xuống còn 23 triệu vào năm 2021. Và sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, sản lượng chỉ còn 6,9 triệu vào năm 2022 do các nhà máy bị tiếp quản hoặc bị phá hủy. Mặc dù nhu cầu trong nước đã tăng gấp đôi khi Ukraine sản xuất vũ khí và xây dựng các hầm tránh bom, cũng như xây dựng lại các thị trấn, thì việc vận chuyển vẫn là một vấn đề khó khăn. Nga tiếp tục gây ra mối đe dọa đối với việc vận chuyển qua hành lang vận tải quan trọng trên Biển Đen. 70-80% các ngành, chủ yếu là công nghiệp kim loại, nông nghiệp, công nghiệp hàng tiêu dùng, đều từng xuất khẩu hàng hóa qua cảng biển. Nhiều cảng biển lại nằm bên Biển Đen, nhưng sau khi Nga tới, chúng tôi phải thích nghi và sử dụng phương tiện giao thông đường sắt. Nhưng chi phí vận chuyển bằng đường sắt cao gấp 4 lần so với đường biển. Nga đã làm hư hại 40% mạng lưới điện của Ukraine, dẫn đến thiệt hại về sản xuất do ngừng hoạt động. Thị trường lao động cũng đang khan hiếm. Zaporizhia chỉ cách tiền tuyến và nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu 50 km, nơi hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Nhà máy thép đã mất 20% trong số 10.000 người lao động kể từ đầu xung đột. Nhiều công nhân đã rời đi và phục vụ trong quân đội ở tiền tuyến. Công nhân cả già lẫn trẻ đều đã ra đi. Một số người trong số họ phục vụ ở mặt trận Zaporizhia, những người khác phục vụ ở mặt trận Donetsk. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.